Thưa quý vị, cùng với nhiều địa phương khác, hiện nay Đà Nẵng đang triển khai thí điểm cho người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Bước đầu, việc này đã tạo thuận lợi, giảm bớt thủ tục cho người dân. Tuy nhiên, thực tế cần khắc phục các bất cập để triển khai hiệu quả hơn. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tại Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Bộ Công an và Trung tâm Y tế quận Hải Châu là hai đơn vị triển khai thực hiện thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Tiện ích rõ nét mà chủ trương này mang lại là giúp người dân tiết kiệm thời gian làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh, cũng như không phải làm thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp mất hoặc thẻ hư hỏng hết hạn. Trước đây là mình cầm nhiều tờ đó, cho nên là thấy nó mất bất tiện nhiều cái, cho nên giờ thì thấy căn cước công dân thấy nó một cái thì nó làm được nhiều chuyện, thành ra mình thấy nó được việc cho mình nhiều lắm. Hiện nhiều cơ sở y tế tại Đà Nẵng cũng đã bắt đầu triển khai cho người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip để làm các thủ tục khám chữa bệnh. Tuy nhiên thực tế nhiều người vẫn chưa biết về điều này nên vẫn dùng thẻ bảo hiểm y tế đến khám, nên các cơ sở y tế phải tiến hành song song hai hình thức. Thêm vào đó, do mới triển khai thí điểm nên vẫn còn trường hợp dữ liệu bảo hiểm y tế chưa tích hợp vào dữ liệu căn cước công dân. Cái quét mã vạch trên cái thẻ căn cước công dân thì khi mình quét như vậy thì nó sẽ lỗi một số cái lỗi tên của bệnh nhân. Nhưng mà khi mà chúng ta nhập bằng tay lại á thì nó lại đúng. Chính vì vậy mà trong thời gian tới thì cũng đã có báo cáo làm việc với Bảo hiểm xã hội và bên của Bộ Công an để người ta xem xét, người ta chỉnh sửa lại vấn đề này. Đấy. Thì trong chính vì vậy mà những cái vướng mắc như vậy thì cái thao tác, chính vì vậy mà khi làm việc như vậy thì có rất là nhiều thao tác. Để triển khai cái này thì đơn vị cũng phải có một cái khoản kinh phí, ví dụ như chúng tôi phải đầu tư các đầu độc để đọc quét các thông tin trên cái thẻ căn cước công dân. Hiện tại trên địa bàn Đà Nẵng có khoảng 560.000 thẻ căn cước công dân được đồng bộ dữ liệu về bảo hiểm, chiếm 56%, và người dân có thể khám chữa bệnh bằng căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế.